EDS, they are definitely the team with the expectations. Just after the lose, it's a mix of like anger, depression, it's like kind of everything. Where did BDS go? Everyone has to beat their inner demons. EFM just completely scattered. 제가 LCK 데뷔를 스프링에 했었는데 스프링 시즌에는 사실 긴장도 너무 많이 하고 그러다 보니까 정말 사소한 실수나 말도 안 되는 큰 실수 같은 것도 하면서 자신감이 많이 하락되어 있는 상태였었는데 개인으로 생각하기에는 예전에 비해서는 훨씬 많이 되찾은 것 같기는 해요. You showed good performance, like even previous world. 이번에 오게 되면서 골든 가디언즈랑 하는 거 보고 되게 안정적으로 탄탄하게 잘한다라고 느꼈어가지고 I've got no intention of going home. My run in the plane is not done yet, so we're coming for you guys. 저희도 올라가야만 하니까 재빨리 올라가 보겠습니다. In R7, they just look lost. Yo siempre las derrotas como que las tomo de mejor manera. No para pensar los errores que cometí y intentar como que mejorarlo, no para el siguiente juego. Al final de cabo tenemos una vida más. Creo que tenemos lo necesario para seguir adelante y lo vamos a intentar demostrar. They were questioning things. They were second guessing themselves. Nhưng mà so với thành tích chung kết với ở lần trước em đi thì nó không thực sự tốt cho lắm. Giờ lần này thì em cũng không muốn có một cái cảm giác như là lúc đó. They had an opportunity to win, but the timing was very much against them. Thế là em giờ cần phải tìm cách giải quyết để mà hướng đến những trận đấu tiếp theo nó sẽ tốt hơn. Yo creo que GAM año tras año ha ido empeorando, la verdad. Es una oportunidad que no debemos pasar. G7 là team đã khiến cho team của em có được cái kết quả không tốt đợt em vừa rồi. Bọn mình sẽ không để khu vực BCS mình dễ dàng bị đánh lụt gì đâu. Es ahora o nunca.